quỹ từ thiện cho những bạn khó khăn. Kế hoạch của tụi em như sau là mặt hàng là khó hành mắt với tiêu chí là nhà tự làm, không độc hại tới môi trường. Số lượng là có 30 cái, chi phí khoảng 140k nguyên liệu, gồm có len 50.000, móc sắt 50.000, chi phí khác còn 40.000. Giá bán dự kiến của bọn em là 7.000 một cái, với chương trình siêu khuyến mãi là mua 5 cái được tặng một cái. Doanh thu dự đoán của tụi em là 201, tương ứng với 15.000 trên người. Địa điểm tụi em sẽ bán là sáng thứ hai tại trước cổng trường Hồ Phi. Mời